Chàng trai dân huyện ở Đắk Lắk mua siêu xe Lamborghini. Những hình ảnh chàng trai dân huyện 9X đưa chiếc siêu xe Lamborghini Huracan về Đắk Lắk thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tối ngày 25 tháng 9, anh Tê A Quy, sinh năm 1998, ngụ xã Ia Ken, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận mình là chủ nhân chiếc siêu xe Lamborghini Huracan đăng tải trên mạng xã hội. Theo anh Quy, anh đam mê siêu xe nhưng mới tập chơi nên tìm mua chiếc Lamborghini cho vừa tầm tiền. Mới đây, anh đã đặt mua lại chiếc siêu xe Lamborghini Huracan từ thành phố Hồ Chí Minh với giá 13 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đến sáng nay mới đưa xe về Đắk Lắk. Cũng theo anh Quy, anh học công nghệ thông tin nhưng hiện về nhà trồng sầu riêng cùng cha mẹ. Trước đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin và hình ảnh về chiếc siêu xe Lamborghini Huracan hiếm gặp ở Đắk Lắk thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo một số người chơi xe, hiện ngoài tập đoàn Cà Phê Trung Nguyên, đây là người sở hữu chiếc siêu xe Lamborghini đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk. Bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!